Tiếng em xin chào tất cả các anh em cần thủ đam mê câu cá tùm lum quốc. Hôm nay tục lên ra một clip cả 11 cây câu nha anh em. 11 cây câu này, 11 cây câu xuất tay từ Nhật về. Thì hàng này là hàng chia cho anh em đi lua nha. Sẽ bên đây là hàng cắm gốc chia cho anh em đi lua trên ghe, trên tàu, trên bè. Thì phần còn lại sẽ là hàng cho anh em lua gần nha anh em. Có chiều dài từ 2m6 đến 3m6. Rồi đếm vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước thanh toán, nếu hàng lỗi một trong clip lên á thì em sẽ nhận lại. Rồi cảm ơn anh em. Em vô cái thứ nhất mọi người tham khảo. Thì cây thứ nhất em lên cho một người là một cây cằn cắm gốc. Đó. Thì cái này được mấy anh Nhật độ lại nha anh em. Thì cái này em không có thấy tem nhãn gì hết, nhưng mà đảm bảo 100% em lấy từ Nhật về. Bát là bát Fuji, phen là phen Fuji, chất liệu carbon sắn. Sắn nổi luôn anh em thấy. Cây này chiều dài là 2m1 mọi người. Đó. Thì bu nè, bu chống sắn luôn, Fuji luôn. Đó. Thì cái này được mấy Nhật độ lại thì em không thấy nhãn, không thấy tên tuổi gì hết nha mọi người. Đó. Thì phen là phen Fuji, bát là bát Fuji. Đó. Đây nè, phen Fuji rõ ràng. Đó, Fuji 30. Cái này Fuji 25. Đó. Fuji. Hàng carbon còn rất là ok anh em. Đó. Test độ cong cho anh em xem. Đó. Thì cây này là một cây cắm gốc, dài là 2m1 người, dài 2m1, nặng là 180g, đọt là 2 ly, giá công khai là 1 triệu mọi người. Đó, một cây cắm gốc chia anh em câu ghe tàu bè. Đó, anh em đi đánh nhái thật cũng được, cái này nó lô nhái thật là cõi chê luôn. Nó cứng nó ghê tầm khoảng MMH nha mọi người. Đó. Phen thì khỏi nói rồi, phen cực kỳ ngầu nha anh em. Đó, được mấy Nhật làm lại. Thì cái nào không biết thì nói không biết thôi. Đó, bát là bát Fuji. Góc ở đây, góc cằn ở đây. Đó. Đẹp nha mọi người. Rồi, cây thứ nhất giá 1 triệu. Tiếp theo sẽ lên cây số 2 cho mọi người nha mọi người. Cây số 2 em lên cho mọi người là một cái hàng Rotnok. Cây này là hàng của China xuất nhập nha mọi người. Bát là bát Fuji tem vàng, phen là phen Fuji Seed nha. Đó, đây xử lý luôn. Đó. Nguyên bộ phen xít nha mọi người. Đó. Bộ xít luôn. Bộ xít hết nha mọi người. Ngoại hình cây này nó ra tầm khoảng 95% nha. Còn rất là đẹp nha mọi người. Chất liệu carbon. Cán nó được cắt CNC á. Cầm rất là đã tay nha. Cây này dài là 7m7 nha mọi người. Đó, dài 7m7, hàng cắm gốc. Hàng còn rất là đẹp nha anh em. Đó, độ mới tầm khoảng 95%, không có xước xát gì nhiều hết. Phen là phen Fuji Seed. Đó, cây này anh em về đánh ghe tàu thuyền, đó, anh em đi lua cá lóc thiệt, cá lóc cũng được. Dạng cá lóc mà dạng săn hàng á. Đó, đánh giá thật. Thì cây này dài là 7m7. Nặng là 200g. Đó, tải mồi là từ 84g đến 112g nha mọi người. Đó. Thì dây be tải là tải dây be số 3. Đó, đọt là 2 ly 5. Đây nè, tải từ 3 OZ tới 4 OZ đây. Đó, tải mát dây là số 3. Đó, dây be nha mọi người. Dài 1m77, hàng là hàng của Rod. Đó, China xuất Nhật. Phen là phen ship thích nha. Đó, anh em về lua gần, lua dít cũng được. Đánh dít cũng rất là ok. Đó, rồi nhá thật cũng được. Đánh biển vô tư, chất liệu carbon, phen xít. Rồi. Cây số 2 giá công khai là 1,2 triệu nha mọi người. Đó. Hàng còn cực kỳ đẹp nha anh em, phen cực kỳ ok luôn. Rồi. Tiếp theo sẽ là cây số 3 nha mọi người. Cây số 3 em lên cho mọi người là một cây cằn của hãng DeFi. Cây này là hàng của nội địa nha mọi người. Đó. Thì cái này là một cây hàng câu ZNZ, câu dít. Cây này dài 1m8 mọi người, dài 1m8. Thì anh em có thể đánh nhá thật cũng được, đánh nhá thật cũng rất là ok luôn. Đó, đánh lua bạo lực. Phen là dạng phen Fuji Seed mọi người. Mọi người có thể thấy nè, bóng lưỡng luôn. Đó. Phen này mà đánh thì thiên thu luôn. Đó. Ngoại hình còn rất là ok nha mọi người. Nó bị chốc một lớp sơn bóng thôi chứ không có ảnh hưởng gì hết.
Hàng cắm gốc, bao đánh bao cảo anh em câu trên ghe trên bè trên thuyền đánh con này rất là ok nha. Thì cái này dài 1m8, nặng là 255 g, tải mồi từ 28 g đến 112 g, tải dây từ 16 đến 4 lb, từ 4 lb đến 16 lb, đọc ngược, tải dây từ 4 đến 16 lb, tải be thì be từ 3 lb, tải be là be 34 nha mọi người, nó đọt là 3 ly 3, giá công khai là 1,4 triệu nha mọi người, giá công khai là 1,4 triệu. Hàng ngoại hình có xuất sắc thời gian nha, anh em câu dứt biển câu nhá thật lấy cái này đánh săn hàng nhá. Một số anh em đánh trên ghe trên tàu trên bè thì lấy con này đánh cũng rất là ok nha, khoan bự ra cước nhanh bao bạo lực luôn đó. Tải mồi 112 g thì bao tải rất là cứng nha mọi người. Rồi giá công khai cây số 3 là 1,4 triệu nha. Tiếp theo sẽ là cây số 4. Cây số 4 là một cây hàng nội địa, hàng của Senna đó. Cây này Bass Pussy đó, Bass Pussy hàng cắm gốc, có hai cái ron dặn luôn nè, giữ bát cho chắc luôn á. Hàng cắm gốc nha mọi người, chất liệu là chất liệu carbon. Cây này là một cây nội địa nha mọi người. Đây mắc in xe bên đó, cỏ chạy đó. Thì cây này dài là 2m1 mọi người, dài 2m1, phen là phen xích cánh bóm, xích bóm luôn mới chịu, phen còn đẹp đẽ sạch sẽ mọi người, xích thích nha, bóng lưỡng luôn, đen xì lì luôn đó. Hàng này anh em về đánh giá thật là khỏi chê vào đâu được luôn. Đánh giá thật câu săn lóc bông, câu trên tàu ghe chung cực kỳ cứng nha, hàng cắm gốc đánh cực kỳ cảm giác luôn. Đây cây nội địa anh em soi ngoại hình cho anh em xem, gatut bát phu si phen phu si xít, chất liệu là chất liệu carbon, ngoại hình còn rất là ok nha mọi người đó. 2m1. Dạ nên đánh lóc thật mà đánh giá thật mà dạng đánh bao lực á, săn lóc bông á, lấy mẹ đánh bao lực luôn. Thì cái này dài 2m1, nặng là 280 g, tải mồi là 84 g, tải dây là tải dây bè, dây bè số 2 mọi người. Đó, tải dây bè là bè số 2. Đó, tải mắt dây là dây bè số 2 nha. Thì đọc là 2 ly 6 nha mọi người, giá công khai là 1,6 triệu, đọc 2 ly 6, giá công khai 1,6 triệu. Hàng fan xích cực kỳ ok anh em, xích mà xích cánh bóm luôn, coi cực kỳ đã nha. Rồi cây số 4 giá công khai 1,6 triệu. Tiếp theo sẽ là cây số 5. Cây số 5 vẫn là một cây cắm gốc, hàng câu trên ghe trên tàu trên thuyền, câu bè, đánh giá thật thì đánh cây này cũng rất là ok. Thì cây này vẫn có một cây cắm gốc, chất liệu là chất liệu carbon, bát là bát fuji, phen là phen fuji, đá xám rồi, phen fuji đá xám, chỉ keo còn rất là ok anh em. Bu là bu fuji xít nha mọi người, bu fuji xít chống sắn, ngoại hình rất là ok luôn. Phen chỉ thì ok hết anh nè, độ chạy xước cây này rất ít nha, đó tầm khoảng 90% nè, 90-93%. Phen đây chà bá luôn, phen cánh bóm chà bá luôn, phen fuji 40. Đó. Thì cái này là Bosro, cái này là chuyên anh em câu trên tàu nha, tàu bè nha. Đó. Cây này thì dài 2m1, thì tải mồi từ 30-90 g. Đó, tải mồi từ 30-90 g, tải dây bia là bia số 1 đến bia số 3. Đó. Hàng này đánh giá thật là khỏi chơi. Coi nó rất là dịu nha anh em, dịu mà đánh siêu cảm giác luôn. Thì cái này nặng là 330 g. Đó, tải mồi từ 30-90 g. Tải dây từ dây số 1 đến dây số 3, đọt là 2 ly 6. Giá công khai là 1,4 triệu nha mọi người. Đó. Cây số 5, giá công khai 1,4 triệu. Phen nữa anh em, phen cực kỳ ok nha. Đó.
Thì anh em mua hàng thì bao cho anh em kiểm tra hàng trước thanh toán nha. Nó anh em về test mà không thấy đẹp, không thấy ok thì anh em trả về cho em. Đó. Đẹp nha. Rồi. Cây số 5 giá công khai là 1.400.000. Đó là cây số 6. Còn bên đây là hàng lúa gần nha anh em. Cây số 6 lên cho mọi người là một cây Goldwin. Cái này nội địa nha mọi người. À, Goldwin, cây này dài là 3 m. Đó. Dài 3 m, à, thu gọn là 115 cm. Đọt là 2.5 ly, gốc là 16.6 mm. Thành phần carbon là 95%. Đó. Hai khúc. Giá bán tại Nhật cây này nó rơi tầm khoảng 18.000 yên, nó rơi qua đâu đó tầm khoảng gần 4.000.000. Tải mồi từ 8 đến 40 gram, tải dây từ 80 đến 20 lb nha mọi người. Đó. Đây, cây này hai khúc nha mọi người, hai khúc 3 m, hàng cho anh em lô gần. À, lô lốc đánh giá thật. Độ cứng cây này tương đương với M nha mọi người. Độ cứng tương đương với M. Cây này full hợp. Các liệu carbon nha anh em, ngoại hình còn rất là ok, cán 3 khúc, cán được cao. Bát là bát Fuji, phen là phen Fuji. Đó. Bù cũng bù Fuji luôn. Đó. Nè. Dọc ten tí em chưa chùi rửa luôn nè. Thì đồ về cái em lên clip cho anh em luôn. Hàng đẹp nha mọi người. Đó, ngoại hình còn rất là ok nha. Anh em đánh giá thật thì đánh lấy con này, đánh nhái gừng giá thật. À, đánh lóc gừng giá thật thì lấy con này, đánh rất là ok nha. 3 m. Hai khúc. Đó, thôi anh em lấy luôn gần. Độ cứng tương đương với M. Rồi, giá công khai cây số 6 giá công khai là 1.200.000 mọi người. Đó, cây số 6 giá công khai 1.200.000. Đây. Phen Fuji nha mọi người. Đó. Tiếp theo sẽ là cây số 7. Thì cây số 7 lên cho mọi người là một cây cần của Daiwa, một cây Lugan 3 khúc. Đó. À, cây này là một cây Daiwa Phantom sáng ít. Hàng hai da mọi người. Đây nó đang chất thêm trong đây thì một lớp nữa đây. Đó. À, bát là bát Fuji, phen là phen Fuji. Đó. Dạng đá xám mọi người. Hàng còn rất là ok nha mọi người. Hàng ở đây. Dạng đá xám phen Fuji. Đây bên đây cây này bị dính keo nè, đó. Còn rất là đẹp nha. Phôi thì cực ok luôn, phôi sẵn hàng da. Thì cây này em đọc thông số mọi người tham khảo. Thì cây này dài 3.6 m nha mọi người, dài 3.6 m. Độ cứng là độ cứng MH. Đó, dài 3.6 m, độ cứng MH. Tải mồi từ 10 đến 45 g, tải dây từ 10 đến 25 lb. Cây này hàng Taiwan xuất Nhật nha mọi người. Đó. Ngoại hình còn cực kỳ ok nha. Cây này nặng là 270 g, đọt là 2.5 ly. Giá công khai cây này là 2.000.000 nha mọi người. Đó, 2.000.000. Cây số 7 giá 2.000.000. Hàng Logan nha anh em, hàng Logan. Anh em đánh nhái thật. Lốc gừng. Nhá thật lốc gừng thì đánh cây này cũng rất là ok nha. Đó, độ cứng MH. Cũng khá là cứng rồi. Tiếp theo sẽ là cây số 8. Cây số 8 em lên cho mọi người là một cây cần của hàng Daiwa. Đó, hàng Daiwa. À, cán là cán bằng. Đó. Hàng cực kỳ ok nên cán cực kỳ ok luôn, cán bằng, cán Fuji nha. Đó. Thì phen là phen Fuji, lỗi xích. Thì cây này thì là một cây Daiwa, hàng sản xuất tại Taiwan. Đó. Anh em. À, độ cứng sẽ là độ cứng L anh em, độ cứng L. Tải mồi từ 5 đến 21 g, tải dây từ 6 đến 14 lb. Đó. Phen là phen Fuji xích. Em lỗi xích luôn. Thì cây này dài chỉ có 1m 95 2m 9. Cây này dài 2m 59 nha anh em. Đó, dài 2m 59. Không biết sao nó lẻ lẻ cái số đó không biết nữa. 2m. Đó, cây này dài 2m 59 nha mọi người.
Đó. Fan là fan Pussy Seed. Cái này anh em đánh lô gần, đánh nháy thật rất là ok nha. Đó. Lô lóc, lô lóc, lô chẽm. Hàng ship nha mọi người, fan ship nha. Nè, fan đề 3 đây. Fan đề 3 cực kỳ ngầu luôn. Bu là bu nè. Đó, bu ở đây. Bu ship nha mọi người. Fan ship, bu ship luôn. Pussy nha mọi người. Ngoại hình cây này nó ra tầm khoảng đâu đó 93% nha. Ngoại hình thì có xuất sắc đi ti vài điểm nha mọi người. Hàng Taiwan xuất Nhật, dài 2m59. Đó, độ cứng là độ cứng L. Đó, đánh nhái thật cũng rất là ok á, đánh nhái thật đánh lóc. Hàng Taiwan nha mọi người, hàng Taiwan. Rồi, giá công khai cây này là 1.8 triệu nha mọi người. Đó, cây số 8 giá 1.8 triệu. Tiếp theo sẽ là cây số 9 em lên cho mọi người là một cây mai rắp chích bột cross. Đó, dạng này kích bột cross và carbon hay da mọi người. Mai rắp nha anh em, cây mai rắp, cây này dài 3m, độ cứng M. Tải mồi từ 15 đến 45 gram, tải dây từ 8 đến 20 lb nha mọi người. Đó. Fan này là sử dụng fan Fuji Shift nha mọi người. Đó. Hàng carbon hay da. Nè, Shift luôn nha. Nè, sử dụng fan là fan Fuji Shift luôn. Cái này dài 3m trên em Lugan, lô lóc, lô chẽm. À. Soi ngoại hình cho anh em xem. Dạng này dạng sắn hai da mọi người, mấy cây đời cao này sắn hai da hết. Bô là bô chống sắn, full CC nha mọi người. Đó. Đây, dạng sắn hai da, nó thấy cái phôi sắn anh em, bóng luôn. Xếp luôn nha. Cực kỳ đẹp nha mọi người. Hàng Logan thì anh em ưng cái nào có thể báo em chụp hình cận cảnh lại cho anh em xem. Nói chung thì quay trên clip này cũng không có quay cận quay kỹ, nhưng anh em cần những góc cạnh kỹ. Đó. Bát là bát Pussy, fan là fan Pussy Seed. Thì cây này dài 3m, nặng là 205g, đọt là 1.9 ly. Tải mồi từ 10 đến 42g. Tải dây từ 8 đến 20 lb. Giá công khai là 1.8 triệu mọi người. Đó. Cây số 9 giá 1.8 triệu. Tiếp theo sẽ là cây số 10 em lên cho mọi người là một cây càng của Shimano nha anh em, càng Shimano. Đó, tiếp Z Shimano. Thì cây này là dạng carbon sắn nổi quăng, carbon hay da. Anh em có thấy. Bát là bát Pussy, fan là fan Pussy Seed. Fan bóm mà nó đi fan ngược nha mọi người. Đó, nhìn cực kỳ ngầu luôn. Cái này độ mới ra tầm khoảng 95% anh em. Bô đây, bô chống sắn Seed luôn. Đóng chữ rồi. Thì ngoại hình cái này nó ra tầm khoảng 95%. Cho anh em kiểm tra hàng trước luôn. Ra kiểm tra mà thấy xấu hơn hoặc có xước xát cho anh em trả qua trang. Fan ship nha mọi người. Hàng này chưa qua sử dụng nha, fan nó còn rất là mới luôn. Bóng lưỡng quá nha. Dạng trưng bày, cái này thiếu cái hộp thôi. Rất là đẹp nha. Thì cây này em đo á, thì cây này dài là 3m11, đọt là 2 ly mốt. Đọt nó sẽ là 2 ly mốt.
Nó tải mồi từ 16 đến 40 gram, tải dây từ dây số 1 đến 2.5. Đó, tải bia anh em, bia từ số 1 đến 2.5. Tải dây từ 10 đến 20 lb. Đó. Anh em, hàng Shimano. Thì cái này được sản xuất tại Korea. Đó. Shimano mọi người, hàng cực kỳ mới luôn. Đó. Tải mồi từ 16 đến 40 gram, tải dây từ 1 đến tải bia từ 1 đến 25 2.5. Tải này lông từ 10 đến 20 lb. Thì dạng cái này dạng cho anh em đi gần anh em, đánh gần, đánh lóc. Đó. Độ cứng cái này là độ cứng. Cái số 10 nó độ cứng là độ cứng M nha mọi người. Đó, độ cứng M. Đó. Hàng xem fan là fan full sheet. Hàng cực kỳ ngầu luôn. Anh em về đánh lóc, đánh chẽm. Đó, lua nhồng. Câu gần rất là ok nha, hàng lua gần. Rồi. Cái số 10 giá công khai là 2.8 triệu nha. Rồi. Giá công khai cây số 10. Giá công khai là 2.8 triệu nha mọi người. Đó. Hàng Shimano Korea xuất Nhật nha. Cái này sản xuất tại Korea nha mọi người. Đó. Mã có tem xuất đầy đủ nha. Đó. Cái này em lấy từ thị trường Nhật về anh em, hàng còn rất là mới nha. Rồi, tiếp theo sẽ là cây cuối cùng, một cây hàng xịn sò. Thì cây cuối cùng nó là một cây mai gấp. Mai gấp cái này full túi luôn nha mọi người. Thì cây này độ cứng là M, chiều dài là 3 m, tải mồi từ 15 đến 24 lb, tải dây từ 8 đến 20 lb. Đó. Thì cây này sở hữu dàn phen titanium sheet. Đó nè, nó để cho anh em. Đó. Cần sao thì em nói vậy, thì cái nào nó để titanium sheet thì em báo anh em titanium sheet. Đó, dàn phen này dàn phen titan luôn nha mọi người. Đó, mọi người có thể đánh lô biển thì vô tư. Đó, lô biển vô tư luôn, biết cho nào nó mới xét. Bát là bát Fuji. Đó, hàng may rap. Thì cái này ngoại hình nó cực kỳ xuất sắc nha mọi người, hàng trưng bày. Đó. Xoay chậm cho mọi người xem, full tối nha anh em. Đó. Đây, đó, phôi bông nè. Bô là bô titan sheet luôn nha mọi người. Đó. Đây, dạng titan sheet thì nó thế này đi, nó khói khói thế này. Đó. Thì fan nó để trên túi sau thì em báo anh em vậy thôi. Đó, chứ không dám chém đâu. Đó. Ngoại hình còn cực kỳ ok nha anh em. Anh em có thể lấy về đánh lóc, đánh Logan. Đó, câu chẽm, câu mú. Rất là ok nha. Câu nhồng. Tem xuất Nhật cho anh em. Hàng may ráp thì là hàng của China, 100% China sản xuất cho mọi người. Đó. Độ cứng mờ. À, ngoại hình còn cực kỳ xuất sắc nha. Giờ tầm khoảng 95%. Đó. Thì cây này thì chỉ có hàng này hàng trưng bày nha mọi người. Full túi luôn, có túi luôn. Hàng cực kỳ đẹp luôn. Rồi, giá công khai cây cuối cùng. Cây cuối cùng giá là 2.8 triệu nha mọi người. Đó, giá là 2.8 triệu. Thì cây này ở bên Nhật nó bán ra tầm, thì cây này ở bên Nhật đó, nó sẽ bán ra tầm khoảng 27.000 yên, nó ra tầm khoảng 6 triệu tiền Việt Nam. Đó, chưa tính chi phí vận chuyển rồi chi phí mua hộ nữa, ra đâu đó ra nếu về tới ta anh em ra tầm khoảng 7 triệu. Đó, thì giờ cây này giá công khai là 2.8 triệu nha mọi người. Đó, giá 2.8 triệu. Thì full túi anh em, túi nó sao thì phụ kiện về sao thì em để cho anh em vậy thôi. Đó, còn rất là mới nha, hàng trưng bày chưa qua sử dụng. Rồi, đó là tổng cộng 11 cây cần em đưa cho anh em. Này, nếu anh em ưng cái nào chốt để em số điện thoại em tự động liên hệ với anh em nha. Rồi, cảm ơn anh em.